tiếp tục chia sẻ quý vị một cái phôi cho quý vị này. Cái này trồng ở bể đá nữa chứ. Bể đá này có lành không ở Pháp? Lành. Ui lành tít luôn. Bể đá này cũng được nhiều người đánh giá là bể rất là đẹp. Bể đẹp mịn nhỉ. Đấy quý vị nhìn cái bể mịn chưa? Trước tiên khen cái bể đá rất đẹp. Đẹp từ cái chân này. Đấy quý vị thấy chưa ạ? Chân đẹp đục chạm này, lành tít, đá màu đẹp nhỉ. Đá màu đẹp. Còn đây cái phôi đây quý vị, chia sẻ quý vị cái phôi đây. Cũng một cái phôi về phần bệ thì bây giờ ông Sai thấy rất là mịn màng này. Đấy. Đang chặt đi cây rất là khỏe. Chân móng vừa đủ với tác phẩm quý vị ạ. Đôi khi cái chân móng rất quan trọng với một tác phẩm. Vâng. To quá cũng không được nhỉ Pháp nhỉ? Dạ. Mà nhỏ quá thì nó không được. Nhỏ quá thì cây nó không có thần thái. Ừ, đấy. Vừa đủ đúng không em? Vâng. Vừa đủ quý vị ạ. Rất già quý vị nhé, nảy đu này. Đấy. Thực ra hôm nay ghi ông Sai lên cả buổi sáng luôn quý vị. Quay hết cho quý vị ngắm. Nhưng thực ra con số cây nó đang tốt lên, không quay được. Trông thần này, ui tiếp thần đẹp chưa. Rất già. Trông quả, quả này là quả kinh khủng. Cái điểm ngoặt này, quả tiếp thần này, đẹp không? Đấy, vòng khuỵu vòng lại quý vị. Thích nhỉ, nhìn cái tay bẻ. Gọi điểm khó trong thân đấy, trong tác phẩm này nhỉ. Đấy. Còn cái đây là xịn sò chứ. À, người ta muốn tách ra. Trước là xịn, sau họ tách ra muốn thành một cái thân. Thành một thân nữa. Đấy, xịn luôn đấy. Nó là cái tay gần như là chốt một. Vâng. Chốt một, còn đây là một con tử. Vâng. Đúng rồi. Có cái trực tách ra thành một cái ba thân. Vâng. Để nó độc lập, đúng không? Dạ. Đấy quý vị. Ba thân độc lập. Em Sai sẽ vào kia chia sẻ một cái cốt nữa rất quý nữa. Đấy, chia sẻ quý vị một cái phôi của em Pháp đây quý vị. Cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng này, một cốt rất già. Cốt này là một cốt hai thân, dáng trực hoành mà em Công chim sẻ cứ kêu là dáng em Công chim sẻ. Anh Công thích cái này lắm Pháp ạ. Dạ, vâng. Công luôn luôn thích những cái phôi như thế này, thích lắm. Thật sự, tại vì dáng của mỗi người mà. Pháp chia sẻ một tí cái này em định đình như thế nào Pháp? Quý vị và các bạn, là phôi này thì em được chú Khương nhượng lại thì em chăm sóc và tiếp tục chinh phục thì cây thì rất là quý mọi người ạ. Đây, cốt lu cục này, chất cây đẹp, cây đang ở thể trạng rất là khỏe và có khung cành đầy đủ hết rồi. Chỉ còn luôi to lên nữa là ok. Thần trực thần hoành rõ thần ràng, pháp rõ ràng. Chân móng bệ vệ. Chuyển thân rất yêu luôn. Vâng. Các vị nhìn này. Điểm đây gọi điểm gãy này, gãy của trỏ cực kỳ khó trong một tác phẩm này quý vị. Đấy, các vị nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Cũng là hoành thẳng tưng ra nó khác, đúng không em? Vâng. Còn cũng là hoành mà được điểm nó chạy mềm mại một cái trỏ này lại khác nhỉ. Thích lắm quý vị ạ. Hoành nó bay mềm mại. Đúng rồi. Và già, quan trọng nhất là già và rất lu. Đúng như những cái video trước của anh với nói chuyện với chú Khương ấy. Chú luôn luôn đầu tiên phải quan tâm nhất là cái độ già. Thứ hai nữa là cái dáng thế bây giờ nó có đương đại hay không để đầu tư. Thứ ba nữa là trên thân cây mà có cái chút mà cỏ còn lại nữa thì nhiều tiền hơn tí mình cũng mua. Đấy. Thì cái phôi này của em ấy, nó được tất cả yếu tố như chú Hương nói. Một, già. Hai, thân là Pháp đang đương đại. Đúng không? Dạ vâng. Ba, được cái cút kiếc đóng chuẩn. Tay đóng chuẩn. Tiếp thân đã ok. Đấy. Cái này em làm nó rất nhanh đúng như em nói. Dạ vâng. Đấy quý vị ạ. Còn hoành thì đang bay tiếp đây rồi. Xuống rồi lại lên lại văng ra. Đây là... Đây là chốt của cái này đấy. Đây là tay 2. Tay 2, bên kia tay 1, này tay 2. Đúng không? Tay 2 văng đây. Còn đang đua tiếp này to mình ra tiếp thì sao? Dạ vâng. Xong mình ngóc lên 3-4 cả phúc. Chính xác. Đúng không? Đấy. Còn đây quý em Sai đến gần thì quý vị xem độ nu già này. Đấy quý vị thấy chưa? Nu già luôn. Kinh khủng chưa? Wow. Sướng đỏ. Quá dã man luôn. Thần pháp sướng quý vị ạ. Phun tí cho nó lên. Phun chút cho quý vị và các bạn xem cái tem đúng không? Tem và chất cây. Cây là chất cây da đỏ. Chất cây rất là đẹp trong Lam Điền. Trông nó gai lên kìa. Gai, lu.
Sướng nhỉ. Nuôi rất hóa. Đấy. Chỉ cần có một chút nước thôi là toàn bộ cây sẽ chuyển sang màu đỏ đồng. Ừ. Rồi, ok. Này quý vị nhìn khi nước vào này. Đây mới là sơ sơ đấy. Còn nếu mà càng nhiều vào nữa càng đỏ rực ra quý vị ạ. Ấy, ui giời ơi. Cột già nhỉ. Có nhiều tiền không em ơi? Dạ, cũng vừa thôi ạ. À vừa thôi ạ. Dạ, với cái alo số của Pháp để Pháp trả lời nhá. Dạ vâng. Quý vị ạ, video sai sẽ để số điện thoại của em Pháp lên đại diện ở cái video này để quý vị các bạn tiện trao đổi và giao lưu. À, Pháp đứng đây thì anh lấy một cái ảnh đại diện để cho lên màn hình thì thấy em cứ ngồi xuống được. Bye bye. Rất đẹp. Cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng. Rồi, cảm ơn em Pháp rất nhiều nhá.